thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện khu vực tỉnh An Giang. Từ ngày 22 tháng 10 năm 2024 đến ngày 27 tháng 10 năm 2024, ngày 22 tháng 10 năm 2024 từ 7 giờ đến 13 giờ khu vực mất điện một phần xã Tân Trung, khu vực từ ngã ba chợ thời gian về Ủy ban Nhân dân xã Tân Trung, huyện Phú Tân, từ 7 giờ đến 17 giờ một phần phường Mỹ Quý, Mỹ Phước, khu vực đường Phạm Cự Lượng, dân cư Xẻo Trôn, các đường xung quanh chợ Mỹ Quý, chợ Mỹ Phước, khu vực từ cầu Tầm Bót đến đầu đường Lê Chân phía bên phải, thành phố Long Xuyên, từ 7 giờ đến 18 giờ khu vực Rạch Mương Khai thuộc phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, từ 11 giờ đến 13 giờ phường Nhân Hưng, một phần phường An Phú, khu vực Phú Tâm, Phú Nhất, Sóc Tà Ngáo, một phần phường Tịnh Biên, khu vực khóm Xuân Biên, thị xã Tịnh Biên. Ngày 23 tháng 10 năm 2024 từ 7 giờ đến 12 giờ khu vực mất điện khu vực Vàm Bằng Lăng thuộc phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút một phần xã Vĩnh Nhuận, khu vực trạm bơm Ba Vũ, Nam Vệ, Nam Chung Xây, huyện Châu Thành, từ 8 giờ đến 13 giờ một phần xã Bình Thạnh Đông, khu vực dọc kênh Mương Khai từ cầu Mương Khai đến cầu Mương Trâu, huyện Phú Tân, từ 8 giờ đến 16 giờ một phần Tà Đảnh, khu vực từ cầu 13 đến cầu Sóc Triết, huyện Tri Tôn, từ 8 giờ đến 17 giờ một phần thị trấn Hội An và xã Hòa An, khu vực từ rạch Xẻo Chàm đến trạm biến áp Tư Nhọn, huyện Chợ Mới, từ 14 giờ đến 17 giờ một phần xã Phú Bình, khu vực kênh Nam Phú Bình, huyện Phú Tân. Ngày 24 tháng 10 năm 2024 từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ khu vực mất điện một phần phường Vĩnh Mỹ, khu vực đường ven bãi thuộc khóm Mỹ Chánh, thành phố Châu Đốc, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ ấp Khánh Mỹ, Khánh Bình thuộc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, từ 8 giờ đến 12 giờ một phần xã Lương An Trà, khu vực nhánh trại giống Lương An Trà, huyện Tri Tôn, từ 8 giờ đến 12 giờ 30 phút một phần phường Mỹ Xuyên, khu vực đường Lý Thái Tổ nối dài giáp với đường Ung Văn Khiêm, thành phố Long Xuyên, từ 8 giờ đến 17 giờ ấp Tấn Long, thuộc xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, từ 8 giờ đến 17 giờ một phần xã Tây Phú, khu vực dọc kênh ấp Phú Thạnh, huyện Thoại Sơn. Ngày 25 tháng 10 năm 2024 từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút khu vực mất điện một phần phường Mỹ Quý, khu vực từ trường Bùi Thị Xuân đến phường Đội Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ một phần xã Bình Hòa, khu vực dọc sông Hậu từ cầu Mương Úc Xuân đến đình Bình Phú, một phần xã Tân Phú, khu vực trạm bơm Mương Nổi, dân cư kênh Nông Trường, huyện Châu Thành, từ 8 giờ đến 12 giờ một phần phường Bình Khánh, khu vực đường Lê Hoàng và Sư Vạn Hạnh từ ngã 4 Triệu Thị Trinh hướng về Trà Ôn đến cuối đường. Đường số 1, 2, 3, 5, 6, thành phố Long Xuyên. Từ 8 giờ đến 13 giờ một phần thị trấn Chợ Mới, khu vực đường Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Phan Thanh Giảng, Phan Đình Phùng, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Trung Trực, Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn An Ninh, đường dẫn cầu Ông Chưởng đoạn từ cầu Ông Chưởng đến Ngân hàng Nam Á, huyện Chợ Mới, từ 13 giờ đến 17 giờ một phần phường Bình Khánh, khu vực từ chân cầu Nguyễn Trung Trực đến trường Cao đẳng nghề An Giang, hẻm Cá Giống, thành phố Long Xuyên. Ngày 26 tháng 10 năm 2024 từ 7 giờ đến 9 giờ khu vực mất điện một phần phường Mỹ Xuyên, khu vực ký túc xá Đại học An Giang, một phần phường Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh, khu vực Đông Lạnh Mỹ Quý, Bê Tông Ly Tâm, Rạch Cái Sơn, từ cầu Cái Sơn đến cầu Cái Sáng Lớn bên phải trừ khu vực Xẻo Trôn, một phần phường Mỹ Xuyên, khu vực từ đường Võ Thị Sáu đến đèn Bốn Ngọn và đến cầu Cái Sơn phía bên phải, thành phố Long Xuyên, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ ấp Phú An A, Phú An B, Phú Hưng thuộc xã Phú Vĩnh, ấp Vĩnh Thạnh 1, Vĩnh Thạnh 2, Phú Hữu 1 thuộc xã Lê Chánh, một phần xã Châu Phong, khu vực dọc theo tỉnh lộ 953 thuộc ấp Vĩnh Tường 2, Hòa Long, Hòa Thạnh, Châu Giang, thị xã Tân Châu, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ ấp Hòa Hiệp, Hòa Lợi, Hòa
Hòa Phát thuộc xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân. Ngày 27 tháng 10 năm 2024 từ 6 giờ đến 13 giờ khu vực mất điện xã Long An, một phần khóm Long Cuối A, Long Cuối C thuộc phường Long Phú, khu vực dọc theo kênh đào Long An, kênh thần nông Phú Long, ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Lợi 2, Phủng Xoài, Vĩnh Tường 1 thuộc xã Châu Phong, ấp Tân Hậu A1, Tân Hòa B, Tân Hòa C thuộc xã Tân An, một phần ấp Hòa Thạnh, Hòa Tân thuộc xã Tân Thạnh, khu vực mương Cầu Chuối, Cồn Liệt Sĩ, thị xã Tân Châu, từ 6 giờ đến 17 giờ 30 phút, một phần ấp Tân Hòa B, Tân Hòa C, Tân Phú B thuộc xã Tân An, khu vực dọc theo tỉnh lộ 952, ấp Hòa Thạnh, Hòa Tân, Tân Phú, dòng Trà Dên thuộc xã Tân Thạnh, ấp Vĩnh Thạnh A, Vĩnh Thạnh B, Vĩnh Thạnh D, Vĩnh Bường thuộc xã Vĩnh Hòa, toàn xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, từ 7 giờ đến 17 giờ khu vực khóm Đông Sơn 1, Đông Sơn 2, Nam Sơn, Tây Sơn thuộc thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, từ 7 giờ đến 18 giờ một phần thị trấn Phú Mỹ, khu vực ánh sáng sinh hoạt khu dân cư Phú Mỹ, tuyến dân cư Phú Mỹ mở rộng dọc đường Nguyễn Trung Trực và đường Trần Văn Thành, huyện Phú Tân, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ một phần phường Long Sơn, khu vực dọc theo kênh km 5 thuộc khóm Long Thạnh 1, một phần khóm Long Cuối B, Long Cuối C thuộc phường Long Phú và một phần khóm Long Hưng 1 thuộc phường Long Thạnh, khu vực dọc theo kênh Cùi Chỏ Dê, kênh km 2, thị xã Tân Châu, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ ấp Long Thạnh 2 thuộc xã Long Hòa, ấp Phú Thuận A thuộc xã Phú Lâm, một phần ấp Long Hậu, Phú Đông, Phú Tây thuộc xã Phú Long, khu vực dọc theo kênh km 5, kênh Đìa Cá Rô, kênh km 2, kênh thần nông Phú Long, sườn Hòa Lạc, huyện Phú Tân, từ 13 giờ đến 17 giờ một phần phường Mỹ Xuyên, khu vực ký túc xá Đại học An Giang, một phường Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh, khu vực Đông Lạnh Mỹ Quý, Bê Tông Ly Tâm, Rạch Cái Sơn, từ cầu Cái Sơn đến cầu Cái Sáng Lớn bên phải trừ khu vực Xẻo Trôn, một phần phường Mỹ Long, khu vực từ công ty xây lắp đến cầu Cái Sơn phía bên trái, một phần phường Mỹ Xuyên, khu vực từ đường Võ Thị Sáu đến đèn Bốn Ngọn và đến cầu Cái Sơn phía bên phải, thành phố Long Xuyên. Thông báo này được nhận từ email điều độ an giang a@gmail.com.